Xin chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay sẽ cập nhật hai thông tin. Bất ngờ thời gian lắp đèn chiếu sáng mỹ thuật cho cầu thủ Thiêm 2. Dự án Grand Marina Sài Gòn và tòa tháp giờ xưng Tower có tên mới. Đến nay đã hơn một năm kể từ lúc cho xe lăn bánh trên cầu. Điều mà sẽ có rất nhiều người quan tâm và thắc mắc cho tới nay là khi nào thì cầu thủ Thiêm 2 nay là cầu Ba Son sẽ được mắc sáng dàn đèn nghệ thuật xanh đỏ vào ban đêm. Thực tế, từ lúc mới vài ngày đầu thông xe, thì thông tin chiếu sáng mỹ thuật cầu thủ Thiêm 2 có rất nhiều, đó là việc rất cần thiết trang trí cho cây cầu tỏa sáng, với một bộ cánh sặc sỡ triệu màu sắc về đêm. Cũng nghe nói là sẽ lắp ngay sau vài tháng được thông xe. Thế nhưng sau thời gian đó, chẳng thấy cọng dây đèn nào mắc lên, cũng chẳng thấy ai nhắc tới làm gì nữa như một điều nhạy cảm, đã khiến nhiều người cảm thấy nuối tiếc. Vì bị mất đi cơ hội chiêm ngưỡng hiệu ứng ánh sáng, sẽ nâng tầm làm nổi bật cây cầu dây văng vào ban đêm. Trung tâm thành phố về đêm không có giải màu vắt qua sông sẽ rất đẹp, như nhiều cây cầu dây văng khác. Việc này ở nhiều nơi khác không khó khăn gì mấy, khi khánh thành hoặc thời gian ngắn sau thông xe là đã có ngay. Không ai lại để lãng phí công trình kiến trúc đẹp, ngay vị trí đẹp trên dòng sông đẹp, lại tối thui vào ban đêm như vậy cả. Đây là một điều thực sự đáng tiếc. Còn người bên ngoài không có thông tin cụ thể sẽ rất khó hiểu cách làm, cũng là điều đương nhiên. Việc này cho thấy người dân đang rất quan tâm và mong muốn cây cầu Ba Son sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng mỹ thuật về đêm trong thời gian sớm nhất. Không có thông tin nên nhiều người suy đoán. Có thể nguyên nhân chậm trễ chắc do gặp khó khăn ở đâu đó, chẳng hạn như tăng chi phí đầu tư, vướng thủ tục pháp lý, hoặc các vấn đề liên quan kỹ thuật khác đến an toàn hay bảo trì. Hoặc ở vị trí quá đẹp nên hiệu ứng phải lộng lẫy mới xứng tầm, phải cần thêm thời gian để nghiên cứu phương án thiết kế và công nghệ về chiếu sáng LED. Nên việc lắp đặt chiếu sáng mỹ thuật trên cây cầu chưa được thực hiện, cây cầu chưa có được diện mạo mới về đêm. Và chẳng phải đợi lâu nữa, chẳng cần phải suy đoán, thông tin chính thức về vấn đề lắp đèn chiếu sáng mỹ thuật cho cầu thủ Thiêm 2 đã rõ ràng hơn rất nhiều, là sẽ có lắp nhưng chúng ta sẽ phải còn chờ thêm tiếp một thời gian dài nữa. Vì vướng phải chi phí tài chính thực hiện cho hạng mục. Cụ thể, theo thông tin mới nhất từ báo chí thì ngay sau ngày cầu thủ Thiêm 2 làm cái lễ đổi tên sang cầu Ba Son, khi được hỏi về thời gian lắp đèn chiếu sáng mỹ thuật đã được các cơ quan chức năng thông tin thêm, mới thấy còn rất nhiều rắc rối cho hạng mục chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được phiếu chuyển văn bản về triển khai đầu tư xây dựng hạng mục chiếu sáng mỹ thuật dự án xây dựng cầu này theo hình thức hợp đồng BT của Bộ Xây dựng. Trong văn bản này thì ý kiến đáng chú ý của Bộ Xây dựng là việc điều chỉnh giải pháp chiếu sáng mỹ thuật mà nhà đầu tư đã đề xuất. Việc này đã làm thay đổi thiết kế và tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt từ trước, đã làm tăng chi phí của dự án, từ đó dẫn đến việc phải điều chỉnh thiết kế và điều chỉnh lại dự án đầu tư xây dựng. Do vậy, sau khi xem xét ý kiến hướng dẫn từ Bộ, Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo và kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần làm rõ các vấn đề liên quan đến điều chỉnh dự án, thiết kế cơ sở hạng mục chiếu sáng mỹ thuật cầu và việc thanh quyết toán phần khối lượng phát sinh tăng do điều chỉnh quy mô thiết kế là như thế nào. Bây giờ nếu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định hạng mục chiếu sáng mỹ thuật vẫn là hạng mục thuộc dự án xây dựng cầu, tức là vẫn thuộc hình thức hợp đồng BT chung với xây dựng cầu, thì phải yêu cầu nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh dự án và báo cáo để xem xét. Và cần thực hiện giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án do chi phí tăng. Dự kiến nếu nhà đầu tư hoàn thành phê duyệt điều chỉnh bổ sung chiếu sáng mỹ thuật cho dự án cầu thủ Thiêm 2, thì thời gian làm hạng mục chiếu sáng còn kéo dài. Do vậy, để giải quyết tình hình, đối chiếu thuận lợi khó khăn, Sở Giao thông Vận tải đề xuất triển khai, đầu tư hạng mục chiếu sáng mỹ thuật cho cầu Ba Son, chuyển sang theo hình thức đầu tư công, tức dùng vốn từ ngân sách nhà nước. Nên Sở Giao thông Vận tải kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát pháp lý và tham mưu, đồng thời giao Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư hạng mục chiếu sáng mỹ thuật theo hình thức đầu tư công, để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian tới quyết định cho phương thức đầu tư. Ngược lại, trước đó theo ý kiến của một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, giao các đơn vị đồng thời rà soát các hạng mục tài chính để tham mưu cho thành phố theo hướng bổ sung hạng mục đầu tư đèn chiếu sáng mỹ thuật
vào dự án theo hình thức BT đã có. Việc này đổi hình thức đầu tư hạng mục có thể thấy, giúp đảm bảo tính khả thi của dự án và đảm bảo nguồn vốn đầu tư từ ngân sách. Và theo thông tin thêm, nếu thành phố chọn đầu tư tiếp bằng hình thức BT thì có thể triển khai trước Tết 2024, còn đầu tư theo ngân sách nhà nước thì sẽ phải thực hiện phê duyệt dự án đúng quy định pháp luật. Do vậy với những thông tin trên, chúng ta có thể hiểu được phần nào dù chưa chính xác là hạng mục chiếu sáng mỹ thuật là một hạng mục phát sinh mới cho cầu thủ Thiêm 2. Và theo hướng dẫn thực hiện của Bộ thì các cơ quan chuyên môn đang cân nhắc để lựa chọn hình thức thanh toán đầu tư cho phù hợp là chọn theo BT hay chọn dùng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư thuận lợi nhất. Và cũng có thể hiểu được hợp đồng BT xây dựng cầu thủ Thiêm 2 với nhà đầu tư có thể chỉ có phần việc chiếu sáng kỹ thuật đường phố mà thôi. Với những gì thấy được thì chiếu sáng mỹ thuật cầu thủ Thiêm 2 sẽ còn chờ rất lâu nữa. Dự kiến, phương án chiếu sáng mỹ thuật của cầu Ba Son sử dụng các đèn được bố trí trên dây văng, tháp cầu và dầm cầu. Bóng đèn có thể chuyển màu, mang lại chùm sáng mạnh, có nhiều màu sắc với hiệu ứng đặc biệt. Hệ thống vận hành chiếu sáng mỹ thuật trên cầu được kết nối qua Internet. Quá trình theo dõi, điều khiển được thực hiện từ xa, cho phép lựa chọn kịch bản chiếu sáng và thay đổi hiệu ứng. Qua dự án Grand Marina gần đó, có một vị trí quá đẹp không phải bàn cãi. Tổ hợp dự án sang trọng này có một tòa tháp cao nhất khu phức hợp là tòa tháp The Sun Tower. Và lâu nay tên của nó đã chậm lớn cùng tòa tháp. Thế nhưng mới đây trên trang chủ của Grand Marina Sài Gòn, trong một đoạn clip giới thiệu dự án thì bất ngờ đã có một cái tên mới xuất hiện, Marina Central Tower, được lắp vào để giới thiệu cho tòa tháp 55 tầng nổi bật. Vị trí này chính là tên cúng cơm của tòa tháp lâu nay quen gọi, The Sun Tower. Do vậy, dù chưa có thông tin xác thực, nhưng đoạn clip đã cho thấy tên gọi mới tòa tháp Marina Central Tower rất ấn tượng và ý nghĩa hơn, khi nằm một vị trí tuyệt đẹp vừa có đầy đủ tất cả mọi thứ mà hàng tá dự án khác mơ cũng chẳng có được. Đến nay tiến độ dự án này đã lớn lên trông thấy, tiến độ khá lên rất nhiều, ngày càng cao và có hình dáng đồ sộ dần. Phần khối thương mại nửa phía Tây bị tụt lại phía sau, nhưng đã lên đến sàn tầng 2. Còn phần tháp 55 tầng tại nửa nhà phía đông đã lên sàn tầng 14. Và phần lõi thang máy bên trong đang thi công lõi của tầng 20. Nhìn qua ba tòa tháp có tên chung là Grand Marina Sài Gòn, tất cả đều đang thi công. Điều đáng tiếc của khu phức hợp này không được đồng bộ là ba tòa tháp của Vivaland đã chen ngang nhưng bất thành, người có bàn tay vàng trong làng địa ốc làm ba tòa đứng bánh hẳn. Còn tên tuổi thì cũng mất dạng, tẩy trắng toàn bộ ở quanh hàng rào dự án ba tòa tháp. Nên khung cảnh khu phức hợp phần nào bị ảnh hưởng, mất đi sự đồng bộ kiến trúc mà trở nên lộn xộn hơn, làm cho các tòa tháp gần kề có view độc đáo khi nhìn sang dự án bỏ hoang. Với cụm 3 tòa tháp của Master J Home thì tòa lớn nhất cụm đã thi công thô đến sàng tầng 25, còn các tòa tiếp theo lần lượt là tầng 22 và tầng 14.